Vâng, chung kết đối với Hà Nội ở xê đấu này, Pamiran của Chip Boy. Bên kia là Greg Johnson, Egypt Minoan. Greg Johnson, Egypt Minoan. Chim sẻ đánh A là ngon luôn. Nếu đánh được, trong cái đó Chip Boy nghe nói là ngon với bài cầm pan. Mạnh Hào cầm cho son thế trận này. Ăn nhầm quả phụ dành cho game thủ Mạnh Hào. Có hiêu và chắc chắn sẽ có quả chính thôi. Còn đây là nâu một, người cầm Minoan. Chim sẻ đánh cung là ngon đấy, là cần hết đấy. Màu ba bên kia, cho anh xem ai người cầm Egypt đội bên kia cái. Vâng, Xi Măng là người cầm Egypt trận đội bên kia. Van Lớp là người đánh Minoan. Greg của Hoàng Mai Nhi và Cho Son của game thủ Quýt. Quay trở lại với xe. Có xe giò dành cho xe. Có quả phụ dành cho xe. Đưa bầy hiêu về. Chung kết đối với Hà Nội ở trận đấu thứ tư. Sau trận này thì mình là bên GV và phục vụ các bạn trận đấu thứ 5. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xe phải tìm dò rộng và để tìm hốc trong trận thiếu này. Cho Son gờ rách em này. Bầy hiêu 4 sẽ có một vòi nữa được đưa về. Bây giờ sẽ là chiếc bét đầu dành cho game thủ chim sẻ. Thôi quay sang bài pan để xem Chip Boy chém thôi. Ông này đánh cung A mệt lắm. Đây là Hello Chip Boy, thêm vòi về. Có hiêu đang được đẩy về luôn. Có quả phụ dành cho Chip Boy và bây giờ là chiếc BS đầu tiên. Xe giò của nhà mồng 1 đang lần vần khu vực này. Vâng, ba con sư tử vừa chết một dần rồi. Hơi nhiệt dành cho Pan. Như vậy mồng 1 ở cánh bên này nhá. Vâng, cắt dần ra để ăn quả phụ. Câu voi về em. Cố hiểu à? Vâng, trên một dần hơi đáng tiếc dành cho Chip Boy. Đây là Minoan tới N1 đi ăn 7 hiệu 4 rồi, phải đóng S rồi, biết là tù tội thế nào rồi. Quá tù tội. Đây là Chip Boy, xin các bạn, đây là Mạnh Hào. Có quả phụ, đây mới là, xin các bạn, đây là quả chính của game thủ Mạnh Hào. Bài Mạnh Hào hơi xấu. Xe ổn không xe? Làm chiếc BS nữa ăn 7 hiệu. Hợp lý dành cho game thủ chim sẻ. Mỗi Chip Boy trên một dần nhưng mà sẽ là bài khỏe nhất ở đội bên này. Vâng, kích đời 10-15 dành cho game thủ Hello Chip Boy.
kích cả giáp luôn mà đẩy con giò đi. Xe cái mà đánh một trận IA hay đấy. Đây là màn hình máy của xe. Đánh kiểu sexy tại nhà luôn. Rất đầu gấu. Thì là người đánh cung A. Vâng, đóng A cao thế à rời. Nhưng mà sexy. Chip boy gặp ai. Như vậy đúng là nhà màu 1. Nhà màu 1 của game thủ Hoàng Mã Nhi. Con giò đang bị nhốt. Không chạy được. Sao lại chui vào đấy. Vâng, chạy được. 1P. Vâng. Cũng pha về rất nhanh tay của Hoàng Mã Nhi để bắt con giò. Van lớp cũng là người đánh cung à? Hay đánh gì? Nô 1. Van lớp đánh cung mà nghe nói không lên đời. Mạnh Hào tìm mà chơi đi em. Vâng, đây rồi. Nhà của game thủ về lớp đánh cung A. Kinh rồi, đánh cung A thì kinh rồi. Vâng, mỗi anh em nháy nó xẻ một ít vàng. Nhưng mà xe chưa ăn vàng ở thời điểm này. Đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy. 1L, 1B và 1A. Đánh cực kỳ chuẩn bài. Sẵn sàng lúc nào có quân sang để thủ cho chim xe. Vì đó là sự cơ động tới từ Pan. Y thủ là nhà của màu 1. Game thủ Hoàng Mã Nhi. Phù Thủy. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Có phù thủy của màu 2 sang đỡ cho cung A của bên lớp. Nhưng bên lớp đang chui hốc. Nhà màu 3 là người ở trong cánh xi măng đánh cung R. Chip Boy cần cẩn thận nhá. Xi măng đánh cung R đẩy ra để em khổ đấy. Đây là màn hình máy của xe. Thả mãi là 45 trên 48 rồi. Bài không quá đẹp tới từ xe. Ba đánh bo. Đánh bo nhỏ. Đây là Mạnh Hào. Vâng, đánh cung chủ lực. Mẹ đánh bo nhỏ là như nào đây. Đói. Bị y nó đâm rồi này. Vâng, màn hình máy của No 1 timeline 38-44 lại chỉ chơi phù. No 1 cũng đang ăn được dần của nhà màu 3 luôn, bỏ mặc về lớp đánh cung A hư. Khá liều. Nhưng lúc này thì game thủ No 1 cũng đang lên cung A để cân lại với về lớp. Màn hình máy xẻ timeline 59. Tích đồ đi. Tích đồ cho xẻ đi. Đây là No 1. No 1 có vàng để bơm cho xe. Tơn đẩy cung A của game thủ về lớp. Hai chỉ thủ phù và bơm đồ cho về lớp lên cung A hai áo. Trong trận thi đấu này, trong đó màu 3 là người đang gây áp lực. Mạnh Hào tham lại là 30, cố gắng đang quấy nhà về lớp. Tham lại của người cầm pan Chip Boy chỉ còn là 20 thôi. Khi mà cung G của Sumo đẩy ra thì đã bị cả Greg đâm mì luôn.
Summer đẩy ra để bắn phủ. Chim sẻ ra kích 4. 100 gỗ nào. Để đóng nhà BK. Tham Lai 79988. Van lớp nhiều khả năng sẽ là người đẩy cung A đời 3 luôn của Minwan. Bên kia thì gây áp lực từ màu 3 của game thủ xi măng. Tham Lai đang bị đè là 6-4 các game thủ bên phía team AOE KTV. Một pha vẩy e để bắt những con cung A. Bên kia không ai mất cái gì, nhà ai cũng khỏe. Bốn nhà khỏe, chim sẻ sẽ cần kiểu gì đây? Yamato biết là hay rồi, nhưng phải tăng A sẻ ơi. Tăng A sẻ ơi. Màu 2 khi rong cả phù lên nhà sẻ mất. Nô 1 xem bên kia có dâng A không em ơi, chắc là không. Cung A đẩy nhá sẻ ơi. Đẩy nhiều lắm đấy. Đã lên 4 xong. Sau hot. Và cái tầm lửa và bắn chặn là quan trọng lắm ở thời điểm này. Ai đâu, chim bòi về đâu đúng không? Một tơn bị ốp thẳng vào nhà BA. Tơn này đi lỗi hay không? Xi măng đang trèo thẳng A rất là hổ báo. Nhưng bên kia lại không thấy BA của ván lớp đâu. Bơm đi. Vâng, nhưng mà có tơn y này chọc vào nó mới thốn này. Cần có đồ cho sẻ. Có cả chém cả phù. Quan trọng là y đang cày nát nhà chim sẻ. Chết khá nhiều dân rồi. Vâng, khoai rồi. Vâng, tỷ số là 2-2 trong C đấu thứ 4 và có chung kết của C đấu này.